Hello chào quý anh chị, chúc anh chị có một buổi trưa vui vẻ cùng với phiên nhận định thị trường phiên sáng của em An Tháng TV nhỉ nha. Ngày 4/6/2024, phiên sáng chúng ta đang thấy là xu hướng vượt đỉnh cũ anh chị nha. Và cái việc vượt đỉnh cũ này thì chúng ta cũng đã ít nhiều cũng đã dự đoán được từ trong những cái cuối tuần trước và đặc biệt trong ngày hôm qua anh chị khi mà giá nó cắt cái vùng key hướng lên. À, anh chị nào đang theo dõi livestream của em Thắng anh chị nhớ cho em nhận được like, lượt subscribe ủng hộ kênh nha anh chị. Anh chị nào mà đang cần người đồng hành, cần người tư vấn anh chị nhớ là liên hệ số điện thoại với em trên khung màn hình chị nha. à Trên khung màn hình chúng ta đang nhìn thấy là cái uh, biểu đồ uh, 15 phút anh chị nha. À, trên cái biểu đồ này chúng ta thấy thị trường chúng ta đang có vùng hỗ trợ quanh 1283 anh chị và anh đang tiệm cận những cái vùng đỉnh cũ anh chị ha à, đỉnh cũ gì đỉnh cũ là những cái vùng gì một hai tám và phương sáng này đã vượt được một hai tám chị nha Đấy, nghĩa là thị trường chúng ta đang cho thấy là một cái lực cầu vào, vào khá là tốt và anh chị thấy là à, ok này những cái vùng đỉnh cũ trong cái giai đoạn ngày chị ạ ngày của chúng ta hiện tại là gì áp sát phía trên chị ạ à, áp sát phía trên chị đây ok chưa thì anh chị thấy là khi mà lên này rồi là chúng ta hiểu điều gì nhiều nhà đầu tư à, nhiều nhà đầu tư sẽ có những sẽ có những cái những nhà đầu tư đặc biệt những nhà đầu tư mà gồng lỗ hay những nhà đầu tư mà đã đu quanh những cái vùng tháng tư tháng ba thì hiện tại họ sẽ được vào bờ anh chị ạ à? nếu may mắn họ sẽ vào bờ còn nếu những nhà đầu tư nào mà họ quyết liệt trading ở trong thời gian qua khi mà thị trường nó vào những vùng bên dưới anh chị À, vườn vùng bên dưới là họ cũng đã có những cái lợi nhuận nhất định nha anh chị à, ok vì sao em nói à, đây là những cái vùng lợi nhuận nhất định chị tao vì khi mà anh chị trip trading trên một cái phương diện là vậy, à, gì ạ gọi đánh điệp hồi gì và khi mà giá nó vượt qua những vùng kháng cự test lại đi lên chị đâu là tăng nhịp tăng này nhịp tăng bền vững chị nhịp tăng bền vững ha đây, nhịp tăng bền vững tuy nhiên À, tuy nhiên đến uh, giai đoạn này thì anh chị thấy là na ná đâu đó là những cái vùng gì tầm cái tháng uh, tháng 8, à, tháng 8 tháng 9 tháng 11 năm 2013. ba à, để mà có được một cái sự tăng uh, trưởng mạnh như vậy anh chị nhiều khi anh chị phải cũng rất là nghi ngờ anh chị ạ, à. à, thị trường đi lên trong nghi ngờ anh chị ạ, à. chết trong sự hưng phấn anh chị ạ. À. À, thì đối với em hiện tại em cũng uh, tư vấn cho những nhà đầu tư uh, mà tham gia room tín hiệu em như sau. Thứ nhất là anh chị có thể là lên trên này anh chị hạ một phần hoặc là gặp cản hoặc là nhịp hồi vừa rồi anh chị nào mà gồng gọi là gầm gọi là gặp gần kháng cự anh chị hạ tỷ trọng rất là nhiều cổ phiếu là anh chị đã làm đúng có kế hoạch và cũng đã quay lại mua được những vùng giá tốt tối ưu hơn đó là cái chiến lược gọi gặp cử, ha, và gặp kháng cự bán gì và gặp hỗ trợ mua còn tuy nhiên những cổ phiếu hoặc là chúng ta nhìn trên cái chỉ số vn index trong cái phiên sáng ngày hôm nay thì nhìn thấy là đâu đó là lên vùng gì 1289 gì 1289 áp sát cái vùng uh, tiệm cận cái vùng gì 1294 6 điểm nữa thôi anh thấy không đó là đã bắt đầu là có một cái phiên uh, sự uh, sự bán ra còn chị nhìn đến nước ngoài này nước ngoài trong những phiên gần đây hơn 10 ngày gần đây là áp đảo và phiên phiên bán gì phiên bán nhưng mà họ vẫn mua rồng anh chị họ vẫn mua rồng và trên cái biểu đồ chúng ta thấy là trong phiên sáng ngày hôm nay thì hơn 8.000 tám ngàn tỷ mua vào anh chị hai ngàn tỷ bán ra hai à, 000 tỷ bán ra và thanh khoản thị trường trong phiên sáng ngày hôm nay đâu đó mười hai tỷ gì nhá mười hai tỷ và đóng góp cho cái chiều tăng là có hai trăm hai mươi sáu cho cổ phiếu cho chiều tăng nha anh chị à, đó là tích cực nha anh chị còn à, anh chị nào mà đang à, nắm giữ cổ phiếu à, ví dụ như cổ phiếu Vietcombank, Hòa Phát, à, hoặc là FBT hoặc là GAS hoặc là GVR VX à, và VX và VHM thì đây cho thấy là những cổ phiếu này là top tăng trong phiên sáng ngày hôm nay anh chị nha. Còn cái chiều giảm đều gồm các cổ phiếu như là ACB, VBB, rồi DGC, BSM, à, HAG. Những cổ phiếu vừa rồi có một sự tăng mạnh thì hiện tại đang trưởng lại như vậy, nhường sân lại cho những cổ phiếu khác anh đặc biệt những cổ phiếu ngân hàng và những cổ phiếu nó chưa tăng. Đấy, thống trơn trên thị trường chúng ta thấy là uh, trong phiên sáng này các cổ phiếu như là CMG này, nhóm công nghệ này tăng khá tốt anh chị nha. Rồi uh, bơ 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 cũng vậy này, mình bán lễ, này, dầu khí Thái Bình Dương bằng tải vận tải dầu khí Thái Bình Dương này, hay là Nam Kim này, hay là Hoa Sen này. Đó, đó là những cổ phiếu mà trong phương sáng này em thấy đánh giá tích cực mà khi thị trường nó tiệm cận đỉnh cũ anh chị ha uh, khi thị trường tiệm cận đỉnh cũ với thanh khoản hiện tại là thấp hơn ngày hôm qua anh chị ha À, phiên sáng hôm nay xong phiên bạn qua là kết phiên là kết phiên sáng là chị tháo là có một sự là thấp hơn một xíu chị ạ nhưng mà đâu đó biết phiên chiều tích cực thì sao tích cực thì có khả năng sẽ vượt đỉnh cổ chị ạ. à chúng ta nhìn qua các mặt ngành nghề à, các nhóm ngành thì hiện tại là đã có một sự tăng trưởng khá là tốt anh chị hầu như giữ cái sắc xanh, chị nhưng viễn thông vẫn là một cái gì đó nó rất là tích cực anh chị tăng được một phần trăm ok chưa đó là một cái sự tích cực à, với các nhóm cổ phiếu tích cực nhất là họ phát chị hơn 27 triệu cổ phiếu đang giao dịch trong phiên sáng ngày hôm nay à, trên sàn HNX thì uh, cổ phiếu của SHS đấy, và BBS là những cổ phiếu tăng rất là tích cực còn uh, BSR là một câu chuyện của sàn Upcom cũng tăng khá tốt nha anh chị à, chúng ta cùng nhau uh, theo dõi thêm một số góc nhìn và phái sinh nha chị ạ. Đối với góc nhìn phái sinh hiện tại anh chị thấy là uh, nó đang có một trạng thái tích lũy khá là tốt ở trên cái khung 15 phút chị ạ, à, 15 phút và cái uh, trên cái khung giờ hiện tại cũng đang có vùng hỗ trợ là 1288 chị nha. 128. Hiện tại chúng ta thấy thấy là cái chiều lon nó sẽ thuận lợi hơn so với chiều short anh chị ha. Chiều short khi mà anh chị mất cũng vùng 1279. À, bắt đầu 1288 và 79 chúng ta nghĩ một cái chiều short. Còn hiện tại em đánh giá là khả năng lon nhiều hơn. Và chúng ta có thể là quan sát thêm ngày mai. Ngày mai nếu như mà thị trường nó có sự uh, rung lách mà mất đi những vùng hỗ trợ bên dưới thì chúng ta có thể canh nhịp short anh chị ha. OK, còn hiện tại là nó vẫn uh, duy trì một cái góc độ là uh, chiều lon nhiều hơn nha anh chị. À, một số anh chị có đặt câu hỏi với em là các cổ phiếu như là bbb này, bbb à, này, bbb à, thì em thấy là OK đó. Những anh chị nào đang nắm giữ bbb thì ưu tiên nên nắm giữ thôi anh chị. Còn những nhà đầu tư nào mong muốn mua thì hiện tại là nó đang tiếp cận vùng cũ làm bên 19.8 nha anh chị. À, nhìn nhìn trên đa khung mình thấy là bbb tiếp cận những vùng đỉnh cũ nè anh chị và khi mà nó tiếp cận những vùng đỉnh cũ như vậy là nhiều khi là chúng ta mua vào nó cũng hơi khó nha chị ạ đặc biệt là cái câu chuyện hiện tại là đỉnh cũ đó là quanh vùng 19.1 rồi nó rất là gần rồi nên cái việc mà mua ngay vùng này thì em thấy nó hiệu quả nó không cao nó ưu tiên những mua những vùng hoặc các hỗ trợ anh chị ạ Nên lựa những nó tốt hơn và cái cách chúng ta trade in nó sẽ an toàn hơn à, đối với cổ phiếu như là HSG anh chị HSG một số anh chị cũng nói là hạ đã cắt lỗ hạ đã cắt lỗ nha À, cắt lỗ nhưng mà tuy nhiên không biết là họ kết lỗ nhưng mà đối với em ạ HXG không phải là câu chuyện kết lỗ nữa anh chị mà gọi là nếu như anh chị nào mà đánh một cái nhịp hồi nha anh chị đánh nhịp hồi Đấy, từ cái vùng từ cái vùng gần nhất anh chị từ vùng gần nhất là cái vùng 19.7 mà lên trên trên thì anh chị thấy đâu đó sẽ là 8% nghĩa là anh chị sẽ có lợi nhuận sau đó anh chị thấy không? nó sẽ đi qua đi lại dùng này rất là nhiều lần để anh chị mua vào mà anh chị không tham gia thì rõ ràng là nó rất là tiếc đó chị ha rất là tiếc ok chưa Đấy. Nếu như anh chị mà mở mua tại vùng dưới 21.6 thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều anh chị nha. Ở à, hiện tại như thế đang tiếp cận những vùng đỉnh cũ chứ. Thì rõ ràng là chúng ta có những cổ phiếu chúng ta chờ để chúng ta hòa vốn là có nha anh chị. Thậm chí là chúng ta có tiền chưa mua thêm, chúng ta rải ra mua thêm. Thì đó là cái câu chuyện tại vì sao em ăn tháng đi TP hay chia sẻ với khách hàng của em như sau là nếu như anh chị nào mà mong muốn mua tên cộng á, là anh chị phải chia nhiều lần mua vì sao vì khi mà anh chị mua trước rồi mà hàng vừa nó mới lỗ đó, thì chúng ta cần căn cứ coi nó có vùng hỗ trợ hay không để chúng ta mua mua vào còn tuy nhiên nếu như mà anh chị xác định đây là tơ cộng thôi tơ cộng thì chúng ta chỉ vào một lần duy nhất nếu mà lỗ thì chúng ta cắt luôn à ok à, như anh chị nói rằng là à, việc cắt lỗ như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái nợ ever của họ tuy nhiên thưa anh chị nếu như anh chị vào đúng đúng nhịp của anh chị đây cũng như đơn cử đây thôi anh chị vào đúng nhịp thôi là anh chị sẽ có những cái mức lợi nhuận đâu đó là Vẫn gần buồn trăm gì cũng mua nó hoàn toàn là phù hợp với anh chị phù hợp với những nhà đầu tư nào là trading tơ cộng à, ok chưa nên là với em á là chúng ta phải có những cái chiến lược của nhau và chúng ta cùng làm việc với nhau anh chị hoặc là ci này Đấy. như anh chị nói là chị đã cắt lỗ ci rồi anh chị thao Kết lỗ ci hợp lý anh chị hiện tại chính nó nó nó, nó tuần vừa qua thứ sáu là có cái nến lên cao đúng không nó cần tết lại nó đi lên tiếp thôi nếu mà nó tết lại thì chúng ta lại tiếp tục tham gia mua anh chị ok chưa đại À, nó rất là thuận lợi cho cái việc đầu tư chúng ta còn khi mà nó đã bước vào một trạng thái mà anh chị coi này à, đấy, à giá giá sâu nó thấp hơn giấy trước anh chị như này à, thì anh chị kinh doanh cái đoạn này là coi như là fail này à fail này anh chị phải làm sao anh chị phải đánh được những cái đoạn này đi lo này à, nó sẽ thông thoáng hơn và thuận lợi hơn và cũng như là nó ăn tiền nhiều hơn ăn được lợi nhuận nhiều hơn anh chị cái trên trên tay mình đánh trên tay anh vậy ở đây trên giảm sao mình đánh mình mua chung mình nhát giữa nào mình cũng lỗ thôi mình thoát ra mình chờ đi chị ha đây, cái câu chuyện gần đó cái cổ phiếu FMC của em là gì đây anh chị trước đó anh chị thao nghe đây à, mình tính toán làm sao mà nó mất cái vùng này bán vậy thấy anh chị xuống tới giá chín vậy mà từ giá chín gì nó nỗ lực đi lên vậy thao mới lên rồi lên xuất thần luôn chị thì rõ ràng là uh, nếu chúng ta nhận chăng được những cái vùng nào vùng hỗ trợ thì anh chị sẽ có những khoản lợi nhuận ít hai ít ba là bình thường nha anh chị đó trong một khoản thời gian ngắn thôi anh chị đã có những khoản lợi nhuận là 30% mươi như vậy là quá ngon quá tuyệt vời anh chị thì uh, uh, một cái câu hỏi của em đặt ra là uh, nếu như anh chị nào là những nhà đầu tư chứng khoán cơ cộng hoặc là trung dài hạn thì rõ ràng là chúng ta sẽ có những cái vùng um, gọi là vùng gọi là vùng an toàn đầu tư đúng chưa à, uh, nhân tiện đây em cũng xin chia sẻ với anh chị cái ID hỗ trợ của em An Thắng TP nha anh chị. Anh chị nào đang theo dõi cái chương trình này nhớ cho em lượt follow kênh ủng hộ cũng như lượt subscribe. Anh chị có thể là join vào cái hoặc uh, là gửi cho cái anh em ITB một cái sticker chat đối với ngôi nhà ICMC House anh chị ạ Bằng cái việc là tham gia kênh ấn vào nút ủng hộ anh chị. Uh, anh chị có thể mở một cái tài khoản tại SSI. À trực tiếp là đồng hành với anh em ITB cũng như là sắp tới đây. Các chương trình mà phân tích kỹ thuật dành cho khách hàng của ITB cũng như là anh Trịnh Phát sẽ chia sẻ những cái nhận định thị trường và trực tiếp hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư trên cái app của Ichimoku uh, Trịnh Phát. Thì hy vọng là sẽ được đồng hành với anh chị anh chị ha. À? ID mô ước em hiện tại là tại SSI đang là Y6100016 anh chị ha. À? À, anh chị thấy số rất đẹp vậy ạ. À? Y là bắt đầu là kết thúc cho chữ SSI anh chị ha. À và số 1 và một số thì đang cho thấy là một cái sự gọi là à rất là thịnh vượng và thành công anh chị ha. rất là số số rất là đẹp và tên của em là Châu Ngọc Thánh nên hy vọng sẽ đồng hành với anh chị ha. Anh chị có thể làm liên hệ em để được mở một tài khoản tại SSI hoặc anh trực trực tiếp mở tài khoản sau đó anh chị liên hệ em ăn tiếng thì để được tham gia vào các room nhận định cổ phiếu, nhận định điểm mua điểm bán sớm cũng như là em sẽ trực tiếp chăm sóc cái tài khoản quý anh chị trên mọi phương diện anh chị ha anh chị hỏi em sẽ trực tiếp giải đáp một lần nữa em cảm ơn quý anh chị đã đồng hành với em trong phiên trưa ngày hôm nay với chương trình là à, buổi trưa vui vẻ anh chị ha cảm ơn quý anh chị rất nhiều hẹn gặp lại anh chị trong lúc phiên ba chiều livestream cùng em an thắng itb anh chị nhé một lần nữa cảm ơn anh chị bye bye quý anh chị